Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 8 từ câu 31 đến câu 42. Khi ấy Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông." Họ đáp: "Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói các ông sẽ được tự do?" Đức Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ tội lỗi thì không được ở trong nhà mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu người con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi. Còn các ông làm những điều gì đã nghe cha các ông nói?" Họ đáp: "Cha chúng tôi là ông Abraham." Đức Giêsu nói: "Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi. Là người đã nói với các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha các ông làm." Đức Giêsu bảo họ: "Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thực tế, tôi không tự mình đến, nhưng chính Người đã sai tôi." Quý vị và các bạn thân mến, nô lệ tội lỗi là điều mà mỗi người chúng ta cần suy nghĩ cách đặc biệt hôm nay. Vì chăng khi chúng ta phạm tội theo lời của Chúa Giêsu, chúng ta đang làm nô lệ cho tội lỗi, nghĩa là chúng ta đang mất tự do. Chúng ta tưởng mình vẫn còn tự do ư, muốn làm gì thì làm với cuộc đời của mình ư. Song đó chỉ là những ảo tưởng, vì chúng ta đang làm nô lệ cho tội lỗi, cho những khuynh hướng muốn phạm tội, cho sự dữ, cho những dục vọng và những thói xấu của mình, cho những tội này rồi đến những tội khác, như lời của Thánh Augustino đã nói. Bị đàn áp mất tự do, bị đàn áp do một nhà nước, do một ông chủ bóc lột thì còn chạy trốn hay xin tị nạn. Chứ còn làm nô lệ cho tội lỗi thì khó lòng chạy trốn. Cho dù có chạy đi đâu thì nó vẫn cố tình bám theo mình, vì nó đang ở trong chính bản thân mình. Vì thế chỉ có ăn năn thống hối, chỉ có ơn tha thứ mới có thể giải thoát chúng ta khỏi kìm kẹp của những tội lỗi. Chúng ta không nên dựa vào bất cứ một thế lực trần gian nào, song chính mình phải ăn ở đàng hoàng, xứng với tư cách, xứng với địa vị mình là con nhà gia con dòng tộc của mình. Người Do Thái tự hào là con cái của Abraham, nhưng Chúa Giêsu bảo: "Nếu thực sự các ngươi là con cháu của Abraham, thì các ngươi đã làm công việc của ông Abraham. Nhưng các ngươi lại đang tìm giết ta." Rồi họ còn khoe khoang: "Chúng tôi không phải là người con hoang, chúng tôi chỉ có một cha là Thiên Chúa." Chúa Giêsu đã cho họ thấy rằng nếu Thiên Chúa là cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến ta, vì ta tự Thiên Chúa mà đến, vì ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai ta đến. Có thể đôi lần chúng ta tự hào quá mức về nguồn gốc đạo hạnh của mình, về những nếp sống đạo đức hay những hiểu biết tôn giáo của bản thân, về địa vị con cháu của các thánh tử đạo của mình. Và để rồi chúng ta thiếu đi sự tôn trọng đối với những người khác, nhưng ngược lại chúng ta không biết sống đạo và noi gương các thánh, không tôn trọng những giới luật kính Chúa yêu người mà Thiên Chúa đã dạy. Chúng ta biết rằng chính vì gặp những người sống đạo theo kiểu như thế mà nhà cách mạng bất bạo động Gandhi của Ấn Độ đã từng đau đớn nói lên rằng:
tôi rất yêu quý Đức Kitô và những giáo huấn của Người. Song tôi không thể nào yêu mến những người Kitô hữu được. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con giống hình ảnh Chúa. Chúa đã cho chúng con được làm con cái Chúa. Xin cho chúng con luôn biết sống xứng đáng với địa vị gia phong dòng tộc cao quý mà chúng con đã được Chúa thương ban. Amen.